Đầu tiên thì mình sẽ vẽ con chuột. Để vẽ con chuột thì các bạn vẽ một con số 8. Đây là con số 8. Ở giữa con số 8 thì tiếp tục ta vẽ con số 1. Kéo xuống. Từ chân con số 1 mình vẽ tiếp con số 2. Sau đó thì kết nối giữa con số 8 đến đầu của con số 2. Như thế này. Tiếp đến thì mình chấm vào một chấm làm con mắt. Sau đó thì vẽ 4 cái râu. Tiếp đến thì mình vẽ cái đuôi. Rất đơn giản. Đã thành con chuột. Con chuột kết hợp giữa 3 con số là con số 8, số 1 và con số 2. Đến thì ta sẽ vẽ con thỏ từ con số 3. Vâng, đây là vẽ con số 3 làm cái đuôi, sau đó thì tiếp tục vẽ con số 3 làm cái thân. Tiếp tục vẽ thêm con số 3 phía đối diện. Sau đó vẽ thêm con số 3. Vẽ thêm con số 3 đối diện. Vẽ thêm con số 3 làm cái đuôi. Rất đơn giản, mình kết hợp rất là nhiều từ con số 3. Bây giờ thì đã ra con thỏ. Cực kỳ nhanh và đơn giản. Bé nào cũng có thể vẽ được. Đến thì mình sẽ vẽ con hươu cao cổ từ con số 1. Ban đầu các bạn vẽ một con số 1. Sau đó thì từ cái đầu con số 1, mình sẽ vẽ cái đầu của con hươu cao cổ. Vẽ mắt, miệng và tai. Sau đó thì mình kéo xuống, mình vẽ một vòng cung, vòng tròn qua làm cái thân. Rồi kéo xuống. Vâng, các bạn đã thấy hình hài của con hươu cao cổ chưa? Bây giờ mình sẽ vẽ hoa văn trên con hươu cao cổ. Sau đó thì vẽ hai cái chân và vẽ cái đuôi. Rất nhanh gọn. Vậy đã từ con số 1 mình đã vẽ thành con hươu cao cổ. Đến thì mình sẽ vẽ con chim. Ban đầu các bạn vẽ con số 1. Sau đó thì các bạn vẽ con số 2. Rồi tiếp đến thì mình sẽ vẽ con số 3. Các bạn cứ vẽ theo hình. Rất đơn giản. Và các bạn đã thấy hình hài của con chim chưa? Bây giờ mình sẽ vẽ cái miệng của con chim. Thêm mắt vào. Sau đó thì mình vẽ thêm mấy cái linh tinh. Đây là cái đuôi con chim. Rất đơn giản. Chỉ từ 3 con số, số 1, số 2 và số 3, mình đã vẽ ra thành con chim. Rất nhanh gọn. Rồi thì mình sẽ vẽ con voi từ hai con số 6. Bên đầu các bạn vẽ một con số 6. Tiếp đến vẽ một con số 6 từ dưới chân của con số 6 kia. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ con voi. Đây là cái vòi con voi này. Sau đó các bạn vòng qua làm cái miệng. Đây là cái đầu con voi. Thêm con mắt vào. Sau đó thì mình sẽ vẽ chân của con voi. Rất đơn giản đúng không nào? Để từ hai con số 6 mình đã vẽ được một con voi rất là dễ thương. Ai cũng có thể vẽ được. Bé nào cũng có thể vẽ được. Tiếp đến thì mình sẽ vẽ con ong. Con ong từ con số 8. Ban đầu các bạn hãy vẽ một con số 8 như thế này. Con số 8 thật là tròn và đều. Càng tròn càng đều càng tốt. Sau đó thì mình sẽ vẽ cánh của con ong là con số 3. Bên kia là con số 3 lộn ngược. Các bạn chú ý là vẽ cho nó tròn tròn đều đều một chút xíu. Bây giờ mình sẽ vẽ râu của con ong. Tiếp đến thì mình sẽ vẽ mắt. Rất đơn giản. Đến thì mình tô màu theo sở thích của mỗi người nhé.
những con số, mình đã vẽ ra được những con vật rất đáng yêu và dễ thương. Con chuột, con thỏ, con hươu cao cổ, con chim, con voi và con ong. Rất đáng yêu và ai cũng có thể vẽ được.